Không cố ý đâu bố ạ. Mà tại sao anh lại quăng đồ quăng đạc như thế hả? Con đòi tiền không được bố ạ. Đòi tiền á? Vâng. Cái gì? Đòi tiền gì thế hả? À. Ai nợ con à? Hả? Ai nợ con mà nợ bao nhiêu hả con? Biết ngay mà. Cứ nghe tiếng tiền một cái ấy, là mắt tinh tai thính ngay. Thế mẹ lại thả công chứ. Công sức của mình bỏ ra, bây giờ người ta nợ mình thì mình phải đòi quyền lợi là đúng. Nhưng mà con lên nợ bao nhiêu? Ai nợ con? Nợ 10 triệu ạ. Hả? Tiền con làm video. Bây giờ 2 tháng rồi. Con nhắn tin gọi điện mãi mà người ta không trả. Ôi, hẹn gặp người ta chưa? Con có gọi được đâu mà hẹn à? Thì gọi không được thì con nhắn tin kiểu gì phải đọc nhờ. Ngày nào cũng nhắn 10 tin rồi đều như vắt chanh. Suốt 2 tháng trời mà con trả lời con tin nhắn nào đâu. Thế bây giờ gọi thử lại đi rồi mẹ nghe xong. Gọi đi. Gọi người... Đấy, có mỗi một chuồng cái là tắt ngay rồi đấy. Ồ, hay vậy. Chà chà, nợ người khác mà thái độ lồi lõm thế này là không ổn rồi. Đúng rồi. Đáng ra ấy, là phải nghe, rồi là trả lời cho nó tử tế. Đúng rồi, làm ăn đàng hoàng phải thế chứ. Ờ, hay là con hẹn gặp người ta. Gọi không được, làm sao mà hẹn được bố. Gọi. À, hay là gọi bằng số máy khác đi. Ờ, đúng rồi đấy. Cái số máy của con gọi ấy, người ta thấy quen, người ta không nghe là đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ vợ gọi đi. Đây. Nhưng mà nghe tôi dặn nhá, không được nói rằng mẹ của Thái, mà phải nói rằng là đối tác muốn gặp để bàn việc làm ăn nhá. Rồi, không phải dậy. Nào con đọc số cho mẹ, đưa số đây. Với lại cả cô ta là ai để mẹ còn biết được mẹ nói chuyện. Làm ở mỹ phẩm thiên nhiên mẹ ạ. Mỹ phẩm thiên nhiên. Alo. Dạ chào chị ạ. Chị cho hỏi chị có phải là chủ của mỹ phẩm thiên nhiên không ạ? À dạ vâng, em nghe tên chị đã lâu rồi, cho nên là em đang có ý định để hợp tác làm ăn với chị. Chị đổ buôn sản phẩm đúng không chị? Ui thế thì hay quá, đúng là em cũng đang tìm muốn gặp đối tác đây ạ. Chị ơi thế hay là mình gặp nhau để bàn phương thức mình hợp tác nhỉ? Vâng, ra quán cà phê nào đó nhá. À, vâng, được rồi em sẽ nhắn địa chỉ ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Tình hình thế nào rồi? Ok luôn rồi. Hẹn gặp được rồi à? Hẹn gặp rồi, sao bây giờ làm? Bây giờ mình phải bàn bạc để có cái phương án tác chiến. Nhưng mà... Bây giờ thế nào nhá? Đây. Chào cô ạ. Cô ơi cô muốn lấy sỉ mỹ phẩm nhờ cô nhờ. Cứ bình tĩnh đã, uống gì gọi nước đi đã. Dạ cho con một ly nước chanh thế này thôi ạ. Chào Thảo. Tìm cô khó quá. Như lên trời. Có gì đâu anh. Tại vì dạo này em đang bận quá ạ. Giờ thôi anh sang bàn bên cạnh anh ngồi nhá. Mình nói chuyện sau, bây giờ em vẫn đang bận đây. Giải quyết sau nhá anh nhá. Dạ. Thế bao giờ cô định trả tiền cho con trai tôi? Con trai ạ? Đây, con trai của cô đây. Đúng. Mẹ tôi đây. Ôi giời ơi, thế là hai mẹ con cô định vào hùa với nhau để lừa đảo cháu hả? Lừa đảo cái gì? Nào nói to lên cho mọi người cùng nghe thấy. Ai là người lừa đảo hả? Tôi mà không dùng cái kế này thì làm sao mà tôi lôi được cái bộ mặt thật của cô đến đây hả? Thế bây giờ bao giờ cô trả tiền cho tôi đây? À, đã bảo với anh rồi là từ từ rồi em trả chứ có từ gì đâu. Từ từ là bao giờ? Từ từ là bao giờ? À, tôi chờ cô lâu lắm rồi nhá. Tôi nhẫn nhịn cô lâu lắm rồi. Hôm nay bắt buộc cô phải trả tiền cho tôi. Cô không trả gì? Đã thế thì cô xem đây nhá. Tôi in sẵn rồi. Đọc đi. Ôi, anh này làm sao thế nhở? 100 triệu bao giờ? Này nhá, cô ơi, cháu chỉ nợ đúng có 10 triệu. Nhưng mà bây giờ in ra đây là 100 triệu. Thế là lừa đảo à? Này nhá, 10 triệu nhá. Nhìn kỹ lại nhá. 100 triệu trên 10. Úi dồi, cái số 10 nó bé tí tí như thế này, làm sao mà người ta nhìn thấy được?
Họ lại tưởng là em vay anh những 100 triệu đấy. Đây là tôi mới in ra thôi, chứ tôi chưa đi dán nhá. Tôi cho cô thấy cái cảm giác bị đòi nợ như này nó có dễ chịu hay không hả? Thế nào? Dán thôi. Ơi, dán thôi. Mẹ chụp ảnh lại cho lên mạng. Chạy quảng cáo. Mà không phải chỉ riêng Facebook đâu, mẹ đưa lên hẳn Zalo rồi Instagram. Rồi, mẹ chụp lên đi, có thể không? Mặt thật của cô. Thôi, dạ thôi cô. Thế có trả không? Có. Thật ra là cháu cũng rất muốn trả gia đình mình rồi ạ. Nhưng mà cháu lại hôm nay lại không mang tiền mặt ở đây. Thế cho nên là chắc để từ từ ạ. Từ từ gì? Không có tiền mặt thì chuyển khoản. Tinh tinh, rất đơn giản. Chuyển khoản. Có chuyển không? Anh khẽ mồm thôi. Là gì? 10 triệu bạc thôi, cả mẹ cả con u hết cả lên. Đã nhờ, okay. Giỏi nhờ. Này, tôi nói cho cô biết, làm ăn đấy thì nó uy tín lên nhá. Có tiền rồi mẹ. Cảm ơn diệu kế của mẹ. Chuyện mẹ của con mà lại. Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia khung má. Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau bước qua buồn vui, hãy yêu thương buồn nhớ chia nhỏ.